Anh ta nhìn mình dài quá chị. Trong hội trường nếu như mà dài nữa thì hai đứa sao được không? Sớm nhà lái là nhiều chuyện, quay cho đây, đây là sớm nhà lái nhiều chuyện, đây những gương mặt đang nhiều chuyện nè, những gương mặt đang nhiều chuyện, bây giờ em lên đây em đưa xấu hết nè, Mạnh Đình đang nhiều chuyện nè, Johnny Dũng, anh Long đang nhiều chuyện, không em đi mét với thiên hạ là những gương mặt nhiều chuyện, em đâu có làm như tâm bậy đâu. em đâu làm như vậy đâu. Nó chiếm mà một mình nó mà chị Thanh Hằng suốt từ sáng. Không? Đây là những gương mặt nhiều chuyện đây. Đây là những gương mặt nhiều chuyện. Em mới ói đó. Chị cứ đi tắm quay đi rồi uống thêm cho. Chị cuốn Christmas mà đó, Duy Lý đang làm makeup. Duy Lý thì không có nhiều chuyện, Duy Lý chỉ làm đẹp thôi. Còn đây là nhiều chuyện. Rất là nhiều chuyện. Ô, nhưng mà em nói khùng nói điên cho vui thôi, chứ em không có hại ai hết. Không có hại hết, đây là những gương mặt nhiều chuyện super. Ai? Trình ơi. Đây là những gương mặt nhiều chuyện, là Mạnh Đình, anh Johnny Dũng, anh Long, nhiều chuyện lắm. Chứ mới một sao luôn. Đây là hai gương mặt nhiều chuyện thế nè. Không có đâu nhiều chuyện. Đây cho anh mượn cái nhiều chuyện nhất là đây nè. Tại sao em đưa xấu em? Nhiều chuyện nhất luôn. Không có nói sao đâu, nhiều chuyện có nhiều loại lắm chị. Em không có hề nhiều chuyện. Bi hả? Không, em quay. Nhưng mà cái bổn phận của em là sao? Với live người, stream. Người nào cũng có nghe được, đúng không? Trời ơi, tóc nhìn đi. Mình phải thâu lại để chỉ làm bằng chứng. Cho những người đúng, người ta đúng. Chưa được nghe mình phải phổ biến cho người ta đúng, nghe nó đúng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Em không hề nhiều tôi nói đúng xong tôi ra tôi bị bằng thịt tôi sẽ... Nhưng mà em rất là sợ đôi chối nha. Ai kia ba mặt một lời là em chối nha. Không, cái lời đó là thấy thì không biết. Ok, bye mọi người.